Nhật Lê đi Đà Lạt chụp hình cưới sau một năm chia tay Quang Hải, dung nhan chú rể gây tò mò. Hình ảnh mới của Nhật Lê khiến cư dân mạng không khỏi đồn đoán. Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh Nhật Lê trong trang phục váy cưới khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Theo đó, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh Nhật Lê mặc váy cưới màu hồng, bồng bềnh như công chúa cùng ekip chụp hình tại rừng thông tại Đà Lạt. Hình ảnh được cho là hậu trường Nhật Lê đi chụp ảnh cưới. Cô nàng xinh đẹp trong bộ váy cưới hồng bồng bềnh. Chưa dừng lại ở đó, một người bạn của Nhật Lê cũng chia sẻ hình ảnh của cô. Trong ảnh, Nhật Lê trang điểm kỹ lưỡng, khoác bên ngoài chiếc khăn mỏng màu vàng, nhưng bên trong nhiều người nhận ra cô mặc kiểu váy cúp ngực của cô dâu. Bên dưới những hình ảnh này, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của 9X xứ Quảng. Chị Lưu mặc váy cưới xinh quá, chị Lưu mặc váy cưới rồi kìa, giống áo cưới quá. Thậm chí cư dân mạng còn tìm thấy bức ảnh Nhật Lê nở nụ cười rạng rỡ khi selfie trên ô tô cùng một chàng trai giấu mặt. Nhiều người tò mò thân thế, dung mạo của chàng trai được cho là chú rể kín tiếng này. Việc Nhật Lê lộ hình ảnh mặc váy cưới rạng rỡ cùng ekip chụp hình tại Đà Lạt khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Nhiều người tò mò rằng Nhật Lê đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những ồn ào tình ái. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng cô chỉ làm người mẫu ảnh cưới vì trong các ảnh hậu trường không hề thấy sự có mặt của chú rể. Trước những ồn ào này, Nhật Lê chưa lên tiếng hay giải thích phủ nhận. Nhật Lê là cái tên được nhiều người quan tâm của giới trẻ. Cô gắn bó cùng cầu thủ Quang Hải từ khi anh chưa nổi tiếng. Sau 3 năm hẹn hò, tháng 11 năm 2019, Nhật Lê và Quang Hải đường ai nấy đi khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Chia tay Nhật Lê, Quang Hải bị đồn hẹn hò với nhiều hot girl, nhưng nam cầu thủ chỉ công khai Huỳnh Anh. Anh cũng đưa Huỳnh Anh về ra mắt gia đình và thường xuyên đăng tải hình ảnh hẹn hò lãng mạn trên trang cá nhân. Tuy nhiên thì cách đây không lâu, chuyện tình của cặp đôi này cũng giang dở. Về phía Nhật Lê, sau chuyện tình với Quang Hải, cô cũng vướng ồn ào hẹn hò cùng một số chàng trai khác. Thế nhưng, 9X xứ Quảng không lên tiếng về những ồn ào tình cảm này. Và trên trang cá nhân, Nhật Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất, hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.